lại bằng video. Quang Trung xin chào cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ đi quay khu chỗ nghỉ trang Bình Hồng Hòa, có một hồ cá và người ta câu rất đông nha cả nhà. Đây mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Không biết tại sao mà chỗ khu hồ nghỉ Bình Hưng Hòa mà có một hồ cá ai cũng xúm vào đó câu. Anh em đây nha cả nhà. Đây là khu nghỉ trang Bình Hưng Hòa nha cả nhà. Bình Hưng Hòa có một cái hồ là câu cá, thì không biết người ta câu có cá rồi có dám ăn không nha cả nhà. Thì mình đây sẽ đây, thì chừng nào người ta quay câu cá mà có cá thì mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Đây là cả nhà. Hả? Văn Trung TV. Văn Trung TV. Dạ. Thì không biết này. Đây nè cả nhà. Đó, thì ở dưới đây cũng có cá tra, cá trắm, cá đồ đầy đủ nha cả nhà. Nói chung thì cá cũng nhiều. Ở đây chắc là phải là người ta câu câu vô vé, mua vé vô câu á cả nhà. Đây có ghế có bàn luôn á nha cả nhà. Thì mình quay toàn cảnh cho cái hồ cho cả nhà xem. Đây là giữa lòng nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha. Hồ câu cá đây là giữa lòng nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha cả nhà. Đây. Người ta bữa nay thứ bảy là người ta câu cũng đông đó cả nhà. Đây thì mình sẽ quay cái nghĩa trang này. Vòng quanh đây là nghĩa trang không nha cả nhà. Vòng quanh đây mà nghĩa trang không mà lại có một cái hồ cá thì người ta câu rất đông nha. Không biết câu lên thì người ta có ăn hay không, hay là người ta bán nha cả nhà. Thì mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Thì ở đây mình thấy cũng có nhiều ngôi mộ đã bốc rồi. Thì nghe nói là khu đây là nghĩa trang Bình Hưng Hòa là dời đi á nha cả nhà. Thì cũng có nhiều ngôi mộ bốc rồi nha cả nhà. Còn là cũng nhiều. Đây giờ người ta coi câu cá, buổi chiều người mát người ta coi câu cá cũng nhiều lắm nha cả nhà. Anh cho em hỏi anh có hay thường ghé được coi không? Ngày nào cũng có. Ngày nào cũng có hả? Thì ở đây câu cá bằng câu giải hay là câu ấy sao anh?
Ở đây con cô vui dạy chơi à, à? vui chơi à, chứ không có dạy. Chắc anh cũng ở gần đây hả? Hóc Môn. Hóc Môn. Hóc Môn xuống đây coi câu cá luôn. Lúc trước nó cắm câu rồi, bây giờ sao lại nó bên đây nó câu lại cho con câu lại chứ. Lúc trước cắm cũng năm hai năm. Mà nó ô nhiễm mà. Như cái kênh Dân Chung TV này tôi có mở xem này. Anh có coi không? Có xem không? Có coi trên TV á. À thì TV á, anh coi TV là YouTube mà. Bỏ YouTube à. Thì tôi mở câu cá lên là nó hiện nguyên vàng câu rồi. Em câu cá thì chưa chưa có, anh mở có mở không? Anh mở anh đăng ký. Không có câu cá quan quan trung TV không à, quan trung TV không à, anh chưa có chủ đề câu cá thì đây đây là câu cá chê nha cả nhà. Anh có thể cầm lên cho em coi xí được không anh? Quá trời bự luôn á. Đây người ta câu một con cá chê ra cả chục ký cả nhà. Đó. Giờ người ta xách vô cho chủ người ta cân đó. Thì cân câu cá đây là mình cân tính tiền nha cả nhà. Cá giải trí ở Bình Hưng Hòa nha cả nhà. Thì sau giờ này thấy cá nó không ăn nữa cả nhà ơi. Chắc giờ này là cá hết ăn rồi, chiều rồi cá hết ăn rồi hay sao? Thì nói chung cá ăn thì nó cũng phải có giờ giấc nha cả nhà. Đây đây. Cá ăn nó cũng có giờ giấc nha cả nhà. Chứ cũng như mình ăn no rồi thì mình đâu có ăn nữa đâu. Cũng như cá thì nó no rồi, nó cho ăn no rồi nó không ăn nữa nha. Cũng phải có giờ giấc. Nãy giờ mình thấy nhiều người câu mà cũng không có cá. Xa xa kia cũng có mấy anh này câu. Đó, có anh câu cá đó. Câu một con lên đó cả nhà. Được một con cá trê lên đó. Cả nhà thấy dịch bơi trên hồ nó rất đẹp không? Không ăn nữa nha cả nhà. Thì video của mình là chủ đề là cuộc sống thường ngày, thì mình đi ngoài đường có gì thì mình sẽ quay cô chú anh chị xem nha. Cô chú anh chị mà có yêu mến video của Trung thì cho Trung xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Này quay giờ này tăng rồi. Cái đây câu cá này thì phải có người nào mà đam mê lắm mới ngồi câu được nha cả nhà. Chứ người nào mà nóng tính thì không ngồi câu được đâu. Người nào thì đam mê giải trí câu cá thì phải câu được, chứ còn người nào mà không có đam mê câu cá thì không rồi. Có khi 2-3 tiếng, 3-4 tiếng hồ mới ăn được con cá nha cả nhà. Thì bữa có bữa không, bữa đắp bữa ế. Bữa đầu đang đưa tổng ăn đã đưa. Ui. Cá bự nha cả nhà, đó cá tra luôn cả nhà. Cá này chim. Cá chim chứ không phải cá tra đây cả nhà.
cao hơn. Mấy cái quay là cảnh thiên đẹp ghê. Con này quay cái là quay cảnh người ta không à. Đây. Đây được một con cá chim nha cả nhà. Đó. Giờ anh bỏ xuống anh rộng ở dưới nước cho nó sống á. Đây mình quay mấy con vịt ra. Đi lên cá đã. Mình thấy một điều này ấy. Đây mình sẽ rum lại ra bên cái nhà con bên kia cũng đeo cá lên nha cả nhà. Cái hồ thì nó có một cái nghĩa trang nha cả nhà. Đây cả nhà. Đây sẽ quay cho cô chú chị xem. Đây là nghĩa trang Bình Long Hòa luôn nha cả nhà. Thì cũng có nhiều ngôi mộ đã móc và bóc đi rồi. Giờ cá ăn cả nhà ơi. Cá ăn cả nhà. Cá bự nha cả nhà. Đây. Cá bự quay cho cô chú chị xem. Đó, đây cá. Giờ bắt đầu là lừa cá vô nha cả nhà. Móc cây rồi. Giờ nhảy xuống. Dính cây đúng không? Cá giờ cá ăn mà bị mắc cây rồi cả nhà ơi. Mắc gốc cây dữ rồi. Giờ kéo không lên. Cá bự nha cả nhà. Chậm quá.
cá bự quá trời luôn nha cả nhà. Chê cá này chắc cũng 4-5 kg á. Đó, giờ lên rồi, đã câu câu xong bắt đầu không ổn mà thả luôn rồi nha cả nhà. Không biết sao thả luôn rồi, thấy cá bự quá. Kìa, bên kia cũng được con nữa nha. Đó, không cả nhà. Dạ, bên kia anh kia anh câu anh cá ăn nha cả nhà. Giờ nó bắt đầu cá ăn lại rồi nha cả nhà. À, cá bắt đầu ăn lại đó. À, sớm giờ là nó im cá nó không ăn. À. Ồ, con cá này chắc cỡ 10-mấy ký cả nhà ơi. Hồ ở dưới nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha. Anh em mà có câu thì xuống đây câu nha. Hồ đây cá khủng không à. Cá tra 10-mấy ký không cả nhà ơi. À, giờ anh cân rồi anh đi vô, anh đem vô anh cân đó cả nhà. Đó anh xách cá nè, thấy không cả nhà. Đó anh xách cá rồi, bắt đầu anh bỏ vô trong cái vợt. À, sao anh thả luôn rồi. Rồi. À, đút túi rồi cân cá câu lên là cân ký xong rồi bỏ xuống lại lấy tiền rồi luôn nha cả nhà. À, tiền chắc con cá này cũng 10-mấy ký cá để giống câu chơi. Yeah, ở đây mình đang quay chỗ nghĩa trang Bình Hòa thì có một hồ cá bự là quay cho cô chú anh chị xem á. Thì ở đây cũng video cũng khá dài rồi cả nhà ơi. Thì mình, cô chú anh chị mà thích chủ đề này thì mình sẽ tiếp tục ra video cho cô chú anh chị xem. Thì cả nhà mà video cho Trung xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà.